27/4/2019 thì tôi tiếp nhận được một ca rất là nặng. Dạ, thực sự mà nói tôi nhìn tôi rất là sốt ruột. Thương người ta nhưng không biết làm thế nào. Đối với bệnh này, tôi chỉ ngắn gọn trong vòng 10 giây thôi. Bệnh nhân này gọi là viêm đa khớp dạng thấp. Thì những năm gần đây thì y học người ta gọi là viêm khớp dạng thấp, chứ không cần phải đa khớp nữa. Thì thực ra cái đa khớp thì nó khác nhau ở chỗ là nó hai khớp đối xứng với nhau. Người phụ nữ sẽ bị nhiều hơn người nam giới. Và đặc biệt là nó cứng khớp. Thế tôi nói hết có 9 giây thôi. Thì trong những trường hợp nhận hay không nhận bệnh nhân, người ta biết rằng cái này y học hiện đại không thể chữa được. Thì đến với y học cổ truyền, những người nào nôn tai tốt nhất không nên nhận. Tại sao tôi lại nói như vậy? Một là những người mới học mà không chuyên thì phải hiểu rằng cái bệnh này bản chất nó là hệ tự miễn, tức là cơ thể tự hỏng và tự phá hủy. Đối với những bệnh nhân như tôi khuyên, thứ nhất là chân nhìn là bị teo như thế này, thì khả năng phục hồi và nuôi dưỡng của bạn này đã bị kém đi thì không nên nhận. Còn đối với tôi thì bệnh nhân này đến từ quận Hòa Bình, có bị đau từ bé, ví dụ chấn đau là chính. Cái vấn đề ở đây cái gì rồi hơn cái nhiều hơn chúng ta không bàn nữa, điện nào tôi cũng quên nó đi. Tôi nói rằng đối phục hồi cái này, người ta đến đây mong mỗi tôi là chữa cái trần dịch khớp gối này, và tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình là chữa cái này hết dịch, không còn cái dịch nào cả, khớp gối ngon lành được nào. Còn cái viêm khớp dạng thấp này thực sự ra là vấn đề rất nan giải. Khi bị thì chúng ta nên điều trị như thế nào? Nếu như tôi khuyên chân tình nha, mới bị thì nên tìm đến đông y trước. Tuy nó có sưng nóng đỏ đau cấp tính thật đấy, nhưng nếu mà đông y có thể dùng châm cứu và uống thuốc nam. Đặc biệt là trong thuốc nam có rất nhiều bài thuốc, ví dụ như là đồng hoạt ký sinh thang này, kim ký thang này đấy, có rất nhiều bài rất là hay có thể điều trị được. Nhưng thường là bệnh nhân sẽ sốt ruột là đau quá, tôi cấp tính để chữa tây y trước thì sau rồi về tôi chữa đông y cũng được, ngày đây cũng được. Nhưng mọi người cứ dùng giảm đau nó quen sao là không có, nó không chịu được. Nếu mà dùng như vậy kéo dài thì sẽ rơi vào tình trạng giống như bệnh nhân này, là thiếu thuốc suốt đời và chân tay đến lúc mà nó teo nhẽo. Cái này người ta gọi là biến dạng khớp, nếu điều trị không tốt sau này sẽ bị tàn phế. Cho nên tôi nhìn tôi rất là sốt ruột. Khi điều trị cho bệnh nhân này tôi sẽ cố gắng hết sức để phục hồi được phần nào được cố. Thế hôm qua thì tôi có chia tay bệnh nhân ở Thái Bình, ngon lắm rồi, cũng giống hệt như thế này. Và hiện tại bây giờ bệnh nhân đến với tôi là đi rất là tốt rồi, đứng lại là không phải uống giảm đau một tí nào nữa. Thì tôi cũng hy vọng một sự kỳ tích sẽ đến với bệnh nhân này, là không phải chỉ cái yêu cầu cô là hết dịch khớp gối mà có thể đi ngon lành. Cố gắng lên nhá. Cô ở đâu? Hòa Bình đấy, Đan Thủy nhé. Cố gắng lên nhá.